Nhân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thân sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính tinh vi y Phật. Thổng măng sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính tinh vi y Phật. Sẵn khăn sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính tinh vi y Tăng. Đồ tỳ giảm bi bụt thân sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, đồ tỳ giảm bi thọm măng sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, đồ tỳ giảm bi sẵn khăn sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, tập tỳ giảm bi bụt thân sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, tập tỳ giảm bi thọm măng sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, tập tỳ giảm bi sẵn thân sa đa năng gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, ba na ti ba ta vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adina da na vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự tà hành. Mau sa qua đa vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Sura me rajamat chấp ba ma đa tha na vệ ramani sikha ba đăng samadhi yami, con xin vâng giữ điều học là cố ý đánh xa sự dễ vui uống rượu và cạc chật say. Chúng con xin thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo để cố gắng hành theo cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui. Uttamang ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh chật Uttamang ghê na quạnh đê hăng Bà đà phạm xung bà rốt tam ăn bột thể dơ khả lì tổ đô sơ bột thơ khả mà tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cho đức quý thăng và răng thẩm mê vô khá đi tô đổ sâu thẩm mô thẩm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đu vi tho ta măng sẵn khê dơ khá đi tô đổ sơ sẵn vô khá mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sam bút thê a tha quỷ sanh cha đọa tha sanh cha sa ha sa tuệ banh
cha sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa hằng thể sanh tham man cha sanh kham cha a da re na na ma ni hằng na ma ca ra nu pa ve na hành ta sa be u ba ta ve an e ca an ta ra ya bi vi na sa tu a se sa to sam bu thể ban cha ban nha sanh cha cha tu ve sa ti sa ha sa ke na sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa hằng tệ sang tham anh cho sẵn khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa quê na hành ta sa bê u ba ta quê a na ca ông ta ra ya bi bi na san tu a sa sa to sam bu ta na bu ta ra sa te a tha cha ta đi sa sa ha sa kê quê sa te sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa hằng tệ sang tham anh cho sẵn khanh cha a đa rê na na ma mi hằng cả ra nụ phá quê na hành to sa bê u bạc đà quê á nệ ca anh ta ra gia bí bí na sa anh tu a sa sa tô con đem hết lòng thành kính na làm lễ 28 vị chanh biến tri 12.000 vị chanh biến tri và 500.000 vị chanh biến tri con đem hết lòng thành kính na làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ 55 vị chánh biến tri 24.000 vị chánh biến tri và 1.000.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ 109 vị chánh biến tri 48.000 vị chánh biến tri và 2.000.000 vị chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính na làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy do sự lễ bái cúng dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thảy đều diệt tận. Bà hôm sa samapi ni mita sa bồ thanh tăng dị mê kha lăng udita go sa sa se ma ma răng đà na di tham ma vi thi na chi ta quả mu nịnh đô tành tê cha sa pa quát tư tê cha ya măng ga la ni ma ra ti re ka ma phi yu ti ta sa pa ra tinh go sam ba na la va ka ma tha ka ma tha yan khang thành tỳ su đa an ta vi thi na chi ta quả mu nịnh đô tành tê cha sa pa quát tư tê cha ya măng ga la ni na ra ki diêm ca cha qua rằng a ti ma tha phụ tăng đà qua chi cha ca sa ma ni Vá su đà nu ra an tăng mẹt tăng bu sê ca vi thi na chi ta qua mu nịnh đô tành tê cha sa pa quát tư tê cha ya măng ga la ni ức khích ta khắp ga ti ma ha tha su đà ru na an tăng tha quan ti dơ cha na ba thành ku li ma la qua quan tăng ịnh thì bì san ca ta ma nô chi ta qua mu nịnh đô tành tê cha sa pa quát tư tê cha ya măng ga la ni ca ta na ca tham bu ra răng ti qua ga pa ni phi ni ya chình cha ya đốt cha qua cha năng cha na ca cha na ca ya mát chê sành tê na sơ ma vi thi na chi ta qua mu nịnh đô tành tê cha sa pa quát tư tê cha ya măng ga la ni sát chẳng na yamati sát chắc ta qua đã khệ tâm bà đà phi rơ bi ta ma năng adi an tha phụ tăng ban nhà bà đi ba cha đi tơ chi ta qua mu nịnh đô tành tề cha sa pa qua tư tê cha ya măng ga la ni nành đô ban nành đà phu cha găng bi bố thằng ma hê thịnh bố tê na thê đa phu cha ghê na đa na ma dặn tơ ịch thù bà đệ sa vi thi na chi ta qua mu nịnh đô tành tề cha sa pa qua tư tê cha ya măng ga la ni đức ga hạ đinh thì phu cha ghê
na su đa tha ha thang sam mang vi su thi chư ti minh thi chư a ca thi tha năng nhà na ga đề na vi thi na chi ta qua mu nin đơ tan tê cha sa pa qua tư tê cha ya mang ga la ni e ta đi bua tha cha ya mang ga la a tha ga tha yo ga cha nở đi na đi nê sa ra tê ma tan đi hết ta na nê ca vi vi tha đi chú ba đã qua ni một khăn số khăn a thi ga mai cha na rơ sa ban nhơ. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, miệng thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. Giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh. Nguyện thấy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học gây định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh. Nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh. Nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh ti cu sa la cam mang ca ta bang ki di dặn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta san ni no a ti ye cha sa ta a san ni no ca tang bo nya pha lang mai hang sa be pa ge pa wan tu te ye tang ca tang su vi di tang den nang mo nya pha lang mai ya ye cha ta tha na cha nan ti de và gần ta như dễ đã dâm sắp bê lô cam như dễ sát ta chạy quan ta hà ra hê tu ca mà môn nặng khô cha nặng sắp bê lô phần tu ma ma chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên na điệu là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tường được mà hưởng ngang vượt con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu qua bằng chưa rõ lời cầu xin cùng thiện chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chung sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương hòa lòng. Nam mô Bích Ha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo gia thọ trì vi giới. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được do lễ bái tam bảo thọ trì vi giới và tụng kinh. Chúng con thành kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Bình, xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này đợi viên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nhật Bình thấy quý vị chào ngài Trí Đức, mà sao má Nhật Bình không có thấy
không có thấy ngài Tri Đức quý vị ơi, nên làm Nhật Bình bị phân tâm và đạo tràng. Quý vị có thấy ngài Tri Đức và đạo tràng chưa? Dạ. Dạ, nhưng mà Nhật Bình thấy có vài vị trao ngài Tri Đức. Dạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng, kính chào Hiển Mầm. Mến chào Hạnh Kiểm, mến chào Hồng Mai, kính chào Karuna, mến chào Giang Nhật Hà, mến chào Thi Lâm, mến chào Xích Diêm, mến chào Xích Thiện Vũ, kính chào Xích Kim, kính chào Vinh An Trần và mến chào Xích Tamen. Một lần nữa còn thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Nhật Bình kính chào đạo tràng, quý vị hoan hỷ nha. Nhật Bình sẽ để băng của Đại Đức Pháp Tính công chư tăng ở chùa Bù Đức tụng Di Diệu Pháp để Nhật Bình điện thoại cho ngài thử coi không biết như thế nào nữa. Dạ, giờ này cũng chưa thấy ngài vào. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát á. Thank you.
sa sa nang ra khan tu no ga ro ra khan tu nya ta yo ra khan tu ba ni no ra khan tu no sa na i đăng qua tam ấy bốn ngàn a sa wa ca ya wa han tu la na ga te ca le sa thú sa thú thay mặt là hội chúng ơi. Anh chấp phích khá huệ tục khá sa mút đa dụ a ri ya sa chẳng gia dân tàn hà bồ nắp pháp quý ca nàn đi ra gà sa ha gà ta 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 nàn đi ni say ya thi đăng ca ma tàn hà pháp quá tàn hà quý pháp quá tàn hà ca tạ mạnh chấp phích khá huệ tục khá sao đã dù ariya sa chẳng ya yang tan ha bồ nắp pháp quý ca nan đi ra gà sa ha gà ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quý pháp quá tan ha tăng mạnh chất phi khắc huệ đúc khá sao mút đa dù ariya sa chẳng gia dân tan ha bồ nắp pháp quý ca nan đi ra gà sa ha gà ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quý pháp quá tan ha ca tăng mạnh chất phi khắc huệ đúc khá sao mút đa dù ariya sa chẳng ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha wa tan ha quy pha wa tan ha ca ta mạnh chắc phi kha huệ đúc kha sa mu ta yo a vi ya sa chẳng ya yang tan ha bo na pháp quý ca nan đi ra ga sa ha ga ta 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 đi phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quy pháp quá tan ha ca ta mạnh cha phi kha huệ đúc kha sa mu đa yo a ri ya sa chẳng ya yang tan ha bo na pháp quý ca nan đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quý pháp quá tan ha ca tam mạnh cha phi kha huệ đúc kha sa mu đa yo a ri ya sa chẳng ya yang tan ha bồ na pháp quý ca nan đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quý pháp quá tan ha ca tam mạnh chấp phi kha huệ đúc kha sa ma yo a ri ya sa chẳng ya yang tan ha bồ na pháp quý ca nan đi ra ga sa ha ga ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp quá tan ha quý pháp quá tan ha. Dạ, con kính cung thỉnh từ tòa chức đảng quay trở lại để tiếp tục phê nghĩa của đoạn kinh văn trên. Kính cung thỉnh ngài. Không làm việc ác nhỏ mà
mong ai khổ đau vì tâm niệm chưa thấy. Con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức Vua Quang Lâm vào đạo tràng ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không? Mệt ngài, ngài cho con xin một tín hiệu và con kính dâng mít đến ngài ạ. Cho con xin một tín hiệu bạch ngài. Alo, 123, 123. Nghe rõ không? À, trời mưa gió nhiều quá cho nên về đường truyền nó hơi trục trặc, quý vị thông cảm ha. À, bây giờ thì âm thanh nghe rõ ha, nghe không khỏe ha. Mưa ngoài trời, mưa trong lòng, gió cao nó ngã lum lum tà la mệt lắm. Thôi bây giờ tới giờ sinh hoạt ta ha. Chứ như quên mà không điện thoại chắc cũng ngủ tiếp á. Hôm qua một số cây cao nó ngã cho nên cái vấn đề coi như quý vị thông cảm ha. Rồi hôm nay chúng ta học câu Phật ngôn số 6. Bây giờ đưa lên để cho quý vị thấy. Câu Phật ngôn này cũng là một cái vấn đề mưa mà trời, mưa trong lòng. Một cái vấn đề chia rẽ mà chính Đức Phật ngài đứng ra khuyên giải, nhưng mà cũng không có thể mà hàn gắn được. Và đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Câu Phật ngôn số 6. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo ha. Rất là tán giá sa quan đa mi
Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Gautamo Sabbagaro Vichetako Lokasasathai Chana Dhammaku Vido Vanda Mahantang Narapu Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não cho chăng tôi thường giác chủ chứa năng vô lượng từ để Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ giác ta sa sa thu nô lô ca nó mình tha sa vi na ca lô cô sắp bà nhu vô thập bà tí phu tí sanh nhá tô quần đà mất hành tận na ra phù cha này giác cần pháp bảo với nhân vàng như lai soi sáng vật màng của mình phát tan lòng đạo chủ minh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin lễ lễ Phật quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sân khu vi số thô chú gá tá sá sá quá cô sá khá chú ca mô quá lá thầm và sá khá cô nền đà và sân xa đi á na gá rô quá rô quán đà má hành tăng na gá phù cho này giá cần tăng bảo thân văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài tất tình ly trần xa lệ để phá phàm nhân ai bị con xin đại lệ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận ra tây tây chê na sắc kha mê tu quá thanh năng tất sa bi a lu qua quê na sa ha sa ye ra chê chà tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật vi danh hộ cho con học đắc hạnh bậc cao nam mô bổn thầy gia phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 6. Alo, nghe rõ hả? Dạ, đi vào câu Phật ngôn lên, câu số 6. Quý vị ha, câu Phật ngôn số 6. Bare chana vichananti. Bare chana vichananti. Bare chana vichananti. Câu số 2. Mayametha yakma mase. Mayametha yakma mase. Mayametha yakma mase. Bây giờ chúng ta ôn lại hả con này hả? Ba rê cha na vi cha nan ti mayametha yamma mase bare chana vichananti mayamme kham yamma mase bare chana vichananti mayamme kham yamma mase. Dạ, câu số 3. Về cho ta tha vi cha nan ti. Về cho ta tha vi cha nan ti. Về cho ta tha vi cha nan ti. Ta tô sam man ti me tha ga. Ta tô sam man ti me tha ga. Ta tô sam man ti me tha ga. Về cha ta tha vi cha nan ti ta tô sam man ti me tha ga. Về cha ta tha vi cha nan ti ta tô sam man ti me tha ga.
Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Bây giờ chúng ta ôn lại. Ba re cha la vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Bà rè chá na huy chà nàn ti ma nhạc mê tha yạ ma ma xê yê chá ta tha huy chà nàn ti ta tô sàm mần ti mê tha gà. Thêm lần nữa ha. Bà rè chá na huy chà nàn ti ma nhạc mê tha yạ ma ma xê yê chá ta tha huy chà nàn ti ta tô sàm mần ti mê tha gà. À, ở đây chúng ta có thể đọc theo một cách dễ dàng hơn là đọc một lần hai câu, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Ba rè na huy cha nan ti ma me tham ya ma ma se. Ba rè cha na huy cha nan ti ma me tham ya ma ma se. Chúng ta tới chữ xe này chúng ta ngược, chúng ta đọc một lần hai câu ha. Rồi về cho ta thấy trà nành thì ta tù sầm mình thì mê tha gà ha. Rồi khách nguyên người nguyên con, những sao khách có nửa người chứ ha? Khách nửa là chưa. Rồi bây giờ là qua phần kể ha. Bà rê cha na quyên cha nành ti ma ya mê tha ya ma ma se. Ye cha tan tha quyên cha nành ti tan to sam man ti mê tha ga. Bà rê cha na quyên cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Yen cha tan tha quyên cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ba re cha na quyên cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Yen cha tan tha quyên cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai hiểu được tranh luận được lắng em. Rồi Siết Meta, Siết Kim, Siết Kim Nhung xin mời ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin tạ bài câu pháp cú số 6 ạ. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met ta ya ma ma se. Ye cha ta ta quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Dạ, con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Bá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ná chá quý là đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, má giá hai đoạn âm, mét trường âm nhấn, thá đoạn âm, giá đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, c trường âm thông thường. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma
Masse. Dạ, con phân tích câu 3 và câu 4. Dê, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Tát, trường âm nhấn. Tha, đoạn âm. Quý, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Nanh, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Tá, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Xăm, manh, hai trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Mê, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm. Ga, trường âm thông thường. Dê, cha, tát, tha, quý, trà, nành, tí, tát, tô. Xăm, manh, tí, mê, thá, ga. Dạ, con đọc lại hết bài. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ya ba rê cha na vi cha nan ti ya ma ma ya met tha. Để con đọc lại chỗ này, đọc ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta ta vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được, lắng yên lắng êm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha quy cha nan ti ta to sam man tì mày tha. Dạ, dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa giúp con. Dạ con nhường mic cho cô Kim. Con kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị thấy không, đời vô thường không? Sư mà hồi vài bữa trước sư còn khỏe, cái chuyện nghe rôm rã, bữa nay ngủ dậy không nổi, nó dán dậy giọng cũng là nhà đọc cũng gấp gáp, mà sư cũng ráng dạy chúng ta. Trời, cái này sư ăn đứt nhiều giấy sợ thế chưa, mình có phước giấy sợ thôi quý vị ha. Dạ rồi, bây giờ sư con mời sư uống cà phê, uống trà gì nóng nóng cho ấm, cho sư khỏe. Sư nghe tụi con thanh toán hết giùm cho sư cho. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú câu số 6. Ba rê cha na quý cha nành tí ma giá mê tha giá mà ma xề về cha sắc ta quý cha nành tí ta tô sầm mạnh tí mê tha gà. Ba rê cha na quý cha nành ti ma ya mê tha ya ma ma se ye cha sắc ta quý cha nành ti ta tô sầm mạnh ti mê tha ga. Phân tích câu 1, câu 2. Bá, đoạn âm. Rê, trường âm thông thường. Chá, ná, quý, ba đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Nành, trường âm nhắn. Tí, đoạn âm. Má, giá, hai đoạn âm. Mê, trường âm nhắn. Thá, giá, hai đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Má, đoạn âm. Xê, trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ba rê cha na quý cha nành tí ma giá mê tha giá mà má xê về cha thất ta quý cha nành tí ta tô sầm mạnh tí mê tha gà. Về trường âm thông thường, chá đoạn âm, tắt trường âm nhắn, thá quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nành trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu 4, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sầm manh hai trường âm nhắn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài dịch và ca kệ.
về cha sắc ta quý cha nành ti ta tổ sầm mạnh ti mẹ tha già đã về cha na quý cha nành ti ma giá mẹ tha giá mà ma sẹ về cha sắc ta quý cha nành ti ta tổ sầm mạnh ti mẹ tha già ba rề cha na quý cha nành ti ma giá mẹ tha giá mà ma sẹ về cha thất ta quý cha nành ti ta tổ sầm mạnh ti mẹ tha già ba rề cha na quý cha nành ti ma giá mẹ tha giá mà ma sẹ về cha thất tha quý cha nành ti ta tổ sầm mạnh ti mẹ tha già ta re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha tak tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai biết được, tranh luận được lặng im. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã, để coi. Trời, Hồng Thị Thương luôn lúc nào cũng vỗ tay, vỗ chân hết nha nha. Xa thú, cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua. Bữa nay tôi có gì sai quý vị chỉ nha. Bữa nay sư nghỉ mệt rồi, đang kiếm đồ uống cho thấm giọng và đi tới đi lui cho nó khỏe. Dạ mời cô Hồng Thị Kim Dung kế tiếp nha. Bye. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu cận nghe ngôn số 6. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh Bốt Bài. Ba rề cha na quy trà nàn ti ma gia mét tha gia mà ma sề dề cha ta tha quy trà nàn ti ta tổ sầm mạnh ti mề tha gà. Ba rề cha na quy trà nàn ti ma gia mê tha gia mà ma sê về cha ta tha quy trà nàn ti ta tổ sầm mạnh ti mê tha gà. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai hiểu được, tranh luận được lắng êm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá ná quý là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má giá là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá giá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, xê là trường âm thông thường. Ba rề cha na quy trà nàn ti ma gia mét tha già. Dạ con đọc sai. Ba rề cha na quy trà nàn ti ma gia mê tha gia mà ma sê. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, cha là âm thông thường, năn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sâm man là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Ba rề cha na quy trà nàn ti ma gia mê tha gia mà ma sê dê cha ta tha quy trà nàn ti ta tổ sầm mạnh ti mê tha ga. Bà rê cha na quy cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se di cha ta tha quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Bà rê cha na quy cha nan ti ma ya me tha sa ma ma se dê chát tha quy chà năn ti ta tô sâm man ti mê tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai hiểu được, tranh luận được lắng êm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai kính thỉnh
sư và đại tràng chỉnh sửa giúp. Con xin xuống mic. Dạ, thân mời Hà. Bare cha na vut cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti met tha ya ti me tha ya bare cha na vut cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ya. Ba là đoạn âm v trường âm thông thường, cha na vi ba đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, tí má giá ba đoạn âm, nét trường âm nhấn, tha ma sê dê trường âm thông thường, chá đo, chá đoạn âm, tháp trường âm nhấn, ta trường âm nhấn, thá đoạn âm, thá quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí tá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn, sâm non hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, nê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường, dê chát tách tha quý trà nàn tí tách tổ sầm màn tí mê tha gà. Ba rê cha na vích trà nàn tí ma gia mê. Ba rê cha na vích trà nàn tí ma gia mê. Metthaya mama se ye chat tat tha vi cha nan ti tat to sam man ti me tha ya. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai hiểu được tranh luận được lắng nghe. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin cảm. Bare chana vi chananti maya matha ya mama se ye cha tattha vi chananti tato man samman ti me tha ga. Dạ, con kính cho mít lại cho vị kế tiếp, con có sai xin ngài và đại tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin cho mít lại. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 6. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Thá đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá, ná, quý ba đoạn âm, cha trường âm thông thường, năn trường âm nhấn, tí đoạn âm, má, giá hai đoạn âm, nét trường âm nhấn, thá, giá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, xê trường âm thông thường. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma se. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ye trường âm thông thường, chá đoạn âm, tát trường âm nhấn, thá
quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí, tá, tô ba đoạn âm, xăm, măn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường, dê cha tát tha huy cha năn tí tá tô xăm măn tí mê thá ga. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 6. Ba rê cha na huy cha năn tí ma ya me tha ya ma ma se. Dê cha tát tha huy cha năn tí tá tô xăm măn tí mê thá ga. Pa re cha na ha vi cha nan ti ma ya me tha ha ya ma ha ma se ye cha ta tha ha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Cô tu nữ tuệ duyên và con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc Kinh Pháp Cú số 6. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Pa là đoạn âm, re là trường âm thông thường, cha na là hai đoạn âm, vi là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí đoạn âm, má giá là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, giá là đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, xê trường âm thông thường. Con đọc câu 3, câu 4 và phân tích. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ye là trường âm thông thường, cha đoạn âm, tát trường âm nhấn, thá đoạn âm, ví đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sam man hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Pa re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng im,
Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin tri ân sư Trí Đức và cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu tiếp theo, cô Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 6. Pa re cha na vi cha nam ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam nam ti ne tha ya. Pa re cha na vi cha nam ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam nam ti ne tha ya. Dạ xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba rê cha na vi cha nam ti ma ya met tha ya ma ma se. Pa là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, cha na quý là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ma giá hai đoạn âm, net trường âm nhấn, tha giá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, c trường âm thông thường. Ta rê cha na vi cha nam ti ba ya met tha ya ma ma se. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam man ti ne tha ga. Ye là trường âm thông thường, cha đoạn âm, tát trường âm nhấn, tha quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nam trường âm nhấn, tí đoạn âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, sam nam hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Về chát tắc thá vi trà nam tí tát tô sam nam tí mê thá gà. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 6. Ba rê cha na vi cha nam ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam nam ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Đây là quản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ba rê cha na vi cha nam ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam man ti ne tha ya. Ta re cha na vi cha nam ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nam ti ta to sam man ti ne tha ya. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong ạ. Dạ có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ cảm ơn Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn số 6. Pa rê cha na quý cha nan ti ma ya me ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha ye cha tat tha vi cha nan ti ta to sam man ti me ti me tha ga. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ba đoạn âm, re trường âm thông thường, cha ná quý ba đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí má giá ba đoạn âm, mét trường âm nhấn, thá giá hai đoạn âm,
ma trường âm thông thường, má đoạn âm, c trường âm thông thường. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti met ti me tha ga ye trường âm thông thường, giá đoạn âm, tác trường âm nhấn, thá quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí tá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, sâm trường âm nhấn, man trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường, dê chát tát tha quý dê chát tát tha quý cha nan ti ta tô sam man ti mê tha gà ba rê cha na quý cha nan ti ma ya met tha ya ma ma sê dê chát tát tha quý dê chát tát tha quý cha nan ti ta tô sam man ti mê tha gà ba rê cha na quý cha nan ti ma ya mê ba rê cha na quý cha nan ti ma ya mê tha ya ma ya ma ma se ye cha ta tha quý cha nan ti ta to sam man ti mê tha ga ba rê cha na quý cha nan ti ma ya mê. Con xin đọc lại. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đang hại chỗ ấy, ai hiểu được tranh luận được lắng em. Dạ con đã đọc xong, con xin submit. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Dạ, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng Thiên Vũ Rừng Phụng đã cho niềm từ biết và âm thanh rõ. Dạ, hôm nay, dạ, cảm ơn Sư Kim Vương. Dạ, hôm nay con xin đọc phân tích trả bài câu pháp cú số 6 ạ. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tha tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tha tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Thi mê tha gà. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se. Ya ma ma se. Con đọc lại. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma 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 se. Dạ, câu số 1. Bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá, ná, quý là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 2, má giá là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá giá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, xê là trường âm thông thường. Và con thân phân tích câu số 3 và câu số 4. Ye cha tha tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Câu số 3, ye là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, man trường âm nhấn,
Tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại bốn câu của câu số 6. Ba rê cha na vi cha nan tí ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan tí ta to sam man tí me tha ga. Dạ, con xin kệ. Bà rê cha na vi cha nan tí ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha vi cha nan ti ta to sam mang ti me tha ga. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha vi cha nan ti ta to sam mang ti me tha ga. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắm em. Đấy là bản dịch chữ ngữ chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, hân kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm tụng xin mời bằng tay của hành kiểm là Nam Mô Bích Tha Bà Giá. Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ quý sư. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 6. Ba đề cha na vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ba rê cha na vi cha nan ti ma ya ma tha ya ma ma se. Ba là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, cha na là hai đoạn âm, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí ma giá là ba đoạn âm, mét là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, giá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Con phân tích câu 3, câu 4. Về cha tát tha vi cha nàn ti tát tô sam man ti mi tha ga. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí tá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sam man là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại nguyên câu số 6. Ba đề cha na vi cha nan ti ma ya ma tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Và con đọc lại. Ba đề cha na vi cha nan ti ma ya ma tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Dạ, con xin kệ. Bà đề cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Ba đề cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Và con xin tập bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng êm. Và con đã
đọc phân tích và kể xong, có chỗ nào sai con xin kính sư và cùng đạo tràng sửa cho con. Và con xin giảng hết lại cho đạo tràng, xin mời người kế tiếp theo. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ, con không biết âm thanh con có rõ không? Rõ hả? Rồi, cảm ơn quý cô, quý anh chị đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốc bài. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 6. Đa rê cha na vi cha nan tí na ya mít tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan tí ta to san man tí mát mít tha mê tha ya mê tha ya Ba rê cha na vi cha nan tí na ya mít tha na ya mít tha ya ma ma se ye cha tát tha bi cha nan tí ta to sam man tí mẹ tha ya Ba rê cha na vi cha nan tí na ya mít tha ya ma Ma se ye cha tát tha vi cha nan tí ta to sam man tí mẹ tha ya Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá ná ví là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má giá là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá giá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, xê là trường âm thông thường. Bá rê cha na vi cha nan tí má giá mét tha má giá mét thá giá ma má xê. Dạ, phân tích câu 3 và câu 4. Dê là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá ví là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, sam là trường âm được theo dạng nguyên âm, man là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dê chát tát thá ví cha nan tí tá tô sam man tí mê thá ga. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ái ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Đa rê cha vi cha nan ti ma ya ma tha ya ma ma se ye cha tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ya Đa rê cha na vi cha nan ti ma ya ma tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ya Dạ, con đã đọc và kể xong. Con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai, xin nhờ quý
nhờ Ngài vào quý đạo tràng kinh sửa cho con. Dạ, con xin chúng biết ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chúa Đức, con kính đảnh lễ Ba Quý Cô Tư Nữ, con xin phép, và con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc kệ pháp cú câu số 6. Pa Re Cha Na Vi Cha Nan Ti Ma Yang Ma Ya Me Ma Ya Met Tha Ya Ma Ma Se Ye Cha Tat Tha Vi Cha Nan Ti Ta Tu Sam Man Ti Mê Tha Gà. Con xin phân tích câu 1 và 2. Phát lệ chát nạ vi trà nằn tí Má giáp mết thá Giáp mà má xê Thá đoạn âm rê trường âm thông thường. Chá ná hai đoạn âm. Quý đoạn âm cha trường âm thông thường. Nằn trường âm nhấn tí đoạn âm. Má giá hai đoạn âm. Mét trường âm nhấn thá trường âm thá đoạn âm. Giá đoạn âm ma trường âm thông thường. Má đoạn âm xê trường âm thông thường. Dê trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Xin lỗi, con đọc lại câu 1 và 2. Thá rê chá ná úi chà nằm tí Má giá mét thá giá ma má xê. Câu phân tích câu 3 và 4. Dê chát tát tháp quý trà nằn tí tá tù xăm mần tí mê tha gà. Dê trường âm thông thường. Chá đoạn âm. Tát trường âm nhấn. Thá đoạn âm. Quý trường âm. Quý đoạn âm cha trường âm thông thường. Nằn trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Tá đoạn âm tu trường âm thông thường. Âm mần hai trường âm nhấn. Tí đoạn âm mê trường âm thông thường. Thá đoạn âm gia trường âm thông thường. Dê chát tháp thá nghĩ trà nằn tiếng ta tù xăm mằn tiếng mê thá gà. Dạ nguyên bài. Phá rê chát nát nghĩ trà nằn tiếng má giáp mép thá giá mà má xê. Dê chát tháp thá nghĩ trà nằn tiếng ta tù xăm mằn tiếng mê thá gà. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắm em. Pa Re Cha Na Vi Cha Nan Ti Ma Ya Met Tha Ya Ma Ma Se Ye Cha Tan Tha Vi Cha Nan Ti Ta Tu Sam Man Ti Me Tha Ga. Dạ con kính tri ân sư và đạo tràng, con có sai xin nhờ sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Ki Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và tùy em xin đọc bài kinh Pháp Cú số 6. Ba Rê Cha Na Quý Cha Nàn Tỷ Má Giám Mét Tha Giám Mà Má Xê. Bá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá, ná, quý, ba đoạn âm. Cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Đoạn số 2. Má, giá, mé, thá, giá, mà, má, xê. Má, giá, hai đoạn âm, mét, trường âm nhấn, thá giá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, xê trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Dê chát thá quý cha nàn tí tát tô sầm màn tí mê thá gà. Dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, tát
là trường âm nhấn, tha quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm. 4. Tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm trường âm nhấn, man trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Về cha ta thá quýt cha nan tí tất tô xăm man tí mê thá ga. Ba rề cha ná quýt cha nan tí giám mát mét ta giám mà mát xê. Về cha ta thá quýt cha nan tí tất tô xăm man tí mê thá ga. Nhưng bây giờ thì Duyên xin kể. Ba rê cha na vi. Xin sám hối tự nhiên hôm nay nó bị nhạc. Ba ra cha ba rê cha na vi chan. Ba rê cha ba rê cha na vi cha nan ti ma ya me tam ya ma ma se ye cha ta ta vi cha nan ti ta to sam man ti me ta ga ba re cha na vi cha nam ti ma ya me ta ya ma ma se ye cha ta ta vi cha nam ti ta do sam man ti me ta ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Vở thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ thánh hiệu của Giang Nhật Hà. Dạ, năm Mô Bụt Tha Giá, Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 6 ngày hôm nay ạ. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha tat tha quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Con xin phân tích số câu số 1 và câu số 2. Ba là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá, ná, quý là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, má, giá là hai đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá, giá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, xê là trường âm thông thường. Ba rê cha na quy cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se. Và câu số 3 và câu số 4. Ye cha tat tha quy cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ye là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, tat là trường âm nhấn, tha quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xăm, man là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ê là trường âm thông thường,
Tha là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Về cha tát tha quy trà nàn tí tát tô sầm mành tí mề tha gà. Ba rề cha na quy trà nàn tí ma gia mét tha gia mà ma sề. Về cha tát tha quy trà nàn tí tát tô sầm mành tí mề tha gà. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Ba re cha na vi cha nan ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Dạ con đã đọc bài xong, dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Đàm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 6. Ba rê cha na vi cha nằng tí ma gia mê tha gia mà má xê. Về cha tắc tha vi cha nằng tí ta tô sầm măng tí mê tha gà. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba rê cha na vi cha nằng tí ma gia mê tha gia mà má xê. Bá trường âm thông là đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá ná quý là ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, năng là trường âm nhấn, tí má giá là ba đoạn âm, mét là trường âm nhấn, thá giá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, má trường âm là đoạn âm, xê là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Ba rê cha na vi cha nằng tí ma gia mét tha gia mà má xê. Câu 3 và câu 4. Về cha tắc tha vi cha nằng tí ta tô sầm măng tí mê tha gà. Dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nam là trường âm nhấn, tí tá là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm măng là hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Về cha tắc tha quý cha nằng tí tá tô xăm măng tí mê thá gà. Đọc lại nguyên bài. Ba rê cha ná quý cha nằng tí ma gia mét tha gia mà má xê. Về cha tắc tha quý cha nằng tí tá tô xăm măng tí mê thá gà. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và người khác không biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng im. Bà rê cha na vi cha nang ti ma ya me tha ya ma ma se. Ye cha tak tha vi cha nang ti ta to sam mang ti me tha ga. Dạ, con có sai chỗ nào xin sư và đạo tràng sửa giúp cho con. Con xin xuống đi kế tiếp. Alo. Alo.
Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 6 ạ. Pare chalavicha lanti majametharama mase je chatathavicha lanti tato sammang ti me thaga. Pare chalavicha lanti majametharama mase je chatathavicha lanti tato sammang ti me thaga. Pa dê chana vi cha nan ti ma za me tha za ma ma se dê cha ta tha vi cha nan ti ta tu sam man ti me tha ga. Pa là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, cha na vi ba đoạn âm, cha là trường âm thông thường, nan là trường âm nhấn, tí ma giá là ba đoạn âm, mết là trường âm nhấn, tha giá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, má là đoạn âm, c là trường âm thông thường, d là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tát là trường âm nhấn, thá quý hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, lăn là trường âm nhấn, tí tá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, xăm măn là hai trường âm nhấn, tí là mê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Pa dê cha la vi cha lan ti ma ra me tha ra ma ma se dê cha ta tha vi cha lan ti ta to sam man ti me tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ con kính mời quý cô chú kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhất Minh, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Minh Giang Nhật Hạ Kim Nhung Ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Mách Ta, cảm ơn Quang Thanh. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy trả bài chưa? Thanh Thủy ơi, alo, còn vị nào chưa trả bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nha. Tại Nhật Quỳnh lặng hơi sâu nên Nhật Quỳnh không có biết vị nào trả bài rồi. Nhật chưa có trả bài, nhưng mà lâu lắm hôm nay mà thấy Su Khá trả bài rất là hoan hỷ á. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được trả bài trước ạ. Vì nào chưa trả bài thì kính mời bằng tay nha. Dạ, hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Ba rê chana vi cha nan ti ma yamet thayama mase ye chatat thayuicha nantitato sammantime thaga. Mình chào thích Đô Thị Phụng. Đô Thị Phụng trả bài chưa? Chưa trả bài thì đưa bàn tay lên nha. Như Quỳnh sẽ nhường mít nha. Ba đề chana vi cha nan ti ma ya met tha ya ma ma se ye cha ta tha vi cha nan ti ta to sam man ti me tha ga. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ba đoạn âm rê trường âm thông thường, chá ná quý ba đoạn âm cha trường âm thông thường, nan trường âm nhấn, tí đoạn âm, má giá hai đoạn âm, mét trường âm nhấn, thá giá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, má đoạn âm, xê trường âm thông thường. Ba rê cha na vi cha nan ti ma giá mét thá giá ma ma xê. Câu 3 và câu 4.
Dê trường âm thông thường, chá đoạn âm, tát trường âm nhắn, thá quý, hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, năn trường âm nhắn, tí đoạn âm, tá trường âm, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường, xăm manh, hai trường âm nhắn, tí đoạn âm, mê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Dê chát tát thách về cha ta tha quy cha nành ti ta tơ sam man ti mê tha ga ba rề cha na quy cha nành ti ma ya met tha ya ma ma se về cha ta tha quy cha nành ti ta tơ sam man ti mê tha ga. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại chỗ ấy, ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ cảm ơn cô Tỳ Phụ. Dạ Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thầy Duyên. Dạ Nhật Quỳnh nãy giờ không thấy ạ. Dạ con đã phân, con đọc và con phân tích, con có sai xin Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy ạ. Dạ con xin được kệ ạ. Bà rê cha na vì cha nan ti mà gia mê tha và ma ma se về cha ta tha quỳ cha nan ti ta tơ sam man ti mê tha ga bà rê cha na quỳ cha nan ti ma gia mê tha và ma ma se về cha ta tha quỳ cha nan ti ta tơ sam man tỳ mê tha ga. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bạch ngài, con không thấy bàn tay của vị nào nữa, chắc con là người trả bài cuối cùng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ sa thủ lành thay, và dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Yeah, cha thú Trích Kim Nhung, Trích Thiện Vũ, Trích Quảng Thân, Trích Cộng Mai, Quỳnh Giang Nhạc Hạ. Hôm nay thì quý vị nghe và thấy trong đạo tràng của chúng ta, quý vị rất là đều và sự sinh hoạt ở trong đạo tràng, quý vị thấy rất là tiến bộ ha. Ai cũng đọc hay hết, phân tích cũng chính xác rõ ràng. Và một cái điều mà chúng tôi hoan hỷ ha, những cái bài mới, những bài khó, nhất là trong cái giờ của huynh kinh vi diệu pháp, quý vị đọc rất là trôi chảy. Đây là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rất là hãnh diện với cái luân Phật giáo Nam truyền. Giọng đọc của quý vị phân tích rõ ràng chính xác trường âm đoạn âm, và quý vị đọc rất là tự tin, đó là một cái điều mà chúng tôi rất là khâm phục cái sự vượt lên chính mình, rất là hoan hỷ ha. Cho nên khi mà quý vị mình nhìn vô câu Phật ngôn này, đọc ngắn gọn, quý vị vừa dụng kinh vừa dụng kẻ, chứng tỏ rằng quý vị là cảm thấy rất là hoan hỷ ha, khi mà quý vị đọc những cái câu Phật ngôn này. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu Phật ngôn 6 này ha. Ba rề cha na quy cha nằm tí, câu đầu tiên, câu đầu tiên này chúng ta thấy có tất cả là 4 từ ha. 4 từ. Chữ ba rê cha na quy cha nằm tí, chữ ba rê do cái từ ba rá,
Bhaga nó là một tính từ, nhưng mà đây nó đứng làm chủ từ số nhiều, bạch ma và hu quá cho nó bị phát tí, cho nên chữ Bhaga biến thành Bhare. Bhare là ám chỉ những người khác. Bhare là những người khác ha. Rồi cháu là bà ha, nó là không ha. Rồi quý cha năm tí, đây là một động từ số nhiều, có nghĩa là nhận thức, biết rõ, nhận thức biết rõ. Do cái căn ngữ nha, vậy thì ba rề cha na quy cha nành tí, và những người khác không nhận thức được, và những người khác không nhận thức rõ. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2 ha. Mayamitha yamma mase có hai từ ha. Mayamitha ở đây do cái từ mayan cộng với etha, mayan đây là một đại từ ha. Có nghĩa là chúng ta, mắt dân là chúng ta. Quý vị hay nghe trong cái bài xin giới, mắt dân thành tê quý sung lắc tha lắc tha giá, thì chữ mắt dân có nghĩa là chúng ta. Rồi ít tha tức là ở đây, chúng ta ở đây ha. Hay là ở đây chúng ta, Mayamitha, ở đây chúng ta, Mayamitha, đúng rồi, Mayamitha, ở đây chúng ta. Rồi, Yapma Mase, ở đây, do căn ngữ dâm, và đây là một cái động từ số nhiều, một động từ số nhiều là ý nghĩa là kềm chế, tự chế hay là thu thúc. Yamma mase thu thúc, tự kềm chế hay là chế ngự. Vậy thì cái câu số 2 này, Mayamitha yamma mase, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế, Rồi câu số 3, về cha ta tha quy cha nằm tí, về đây là một từ quan hệ nam tính ha, và đứng làm chủ từ số nhiều do cái đại từ giá, có nghĩa là những người nào. Chữ cha là bà ha, tát tha là điều ấy, nó là một trạng từ ha, tát tha là điều ấy. Rồi cái động từ quý cha nành tí là nhận thức hay là biết rõ hay là nhận biết. Về cha tát tha quý cha nành tí ha,
Và những người nhận thức được điều ấy, và những người nhận thức được điều ấy, rồi câu cuối cùng, ta tô sam thi mê tha gà, ta tô sam man thi mê tha gà. Chữ ta tô do đó ha, do đó sam man tí, sam man tí là sự tranh chấp, sự tranh chấp. Chữ mê tha ga là sự tranh chấp ha. Mê tha ga là tranh chấp. Rồi sam man tí được coi như là được lắng xuống, hay là được lặng yên, được lắng xuống hay là được lặng yên. Mê tha ga chữ mê tha ga nó là một danh từ nam tính ha, akran tapum lin ga, nhưng mà mê tha ga nó đứng là chủ số Bathama và hô quá cho nó quy pháp tí, cho nên nó biến thành mê tha ga là các sự tranh chấp, các sự các cái vấn đề tranh luận ha. Rồi câu Phật ngôn số 6 cho chúng ta ý nghĩa. Những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. Và những người nhận thức được điều đó, do vậy các sự tranh chấp được chấm dứt. Những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiềm chế. Và những người nhận thức được điều đó, do vậy các sự tranh chấp được chấm dứt. Ngài Hòa Thượng Dương Đức đã phổ thơ Lục Bát: luận tranh chẳng có ích gì, tranh cường hiểu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tùy chế bất hòa lặng yên. Luận tranh chẳng có ích gì, tranh cường hiểu thắng lắm khi phiền hà. Ai người suy ngẫm sâu xa, nói năng tùy chế bất hòa lặng yên. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng êm. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng êm. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao có câu Phật ngôn này ha. Câu Phật ngôn này xuất phát tại thành của Sampi. Khi mà Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên thì đã đề cập đến vấn đề này. Ở trong thành của Sampi có hai vị tỳ khưu cùng an cư trong một ngôi chùa tên là Khosita. Một vị chuyên về thuyết pháp, một vị thì thông suốt về tạng luật, tức là một bên thì kinh, một bên thì luật. Vị nào cũng có 500 đệ tử túc trực ở xung quanh mình. Một hôm thì vị pháp sư đi vệ sinh, vừa làm xong bổn phận của mình, nhưng mà cái gáo mà múc nước á, thì cái vị này không có úp xuống mà để ngửa vậy. Rồi vị luật sư đi vào kế tiếp thì thấy nước dư ở trong cái gáo mà không có úp xuống, cho nên ra gặp vị pháp sư mới hỏi: này đạo hữu, đạo hữu đi bệnh mà nước ở trong cái gáo như vậy sao không có úp xuống? Ồ,
đúng rồi, tôi không có ốp xuống. Thì vị luật sư mới nói rằng đạo hữu không biết làm như vậy là phạm giới hay sao? Ồ, tôi quên, tôi không biết làm vậy là phạm giới đó, đạo hữu ạ. Ồ, như vậy thì để tôi xin sám hối cái vấn đề này. Nhưng mà nếu đạo hữu không có cố ý, không niệm tưởng trong khi làm thì không có phạm đâu. Nghe vậy thì vị pháp sư coi như phạm giới, cho là mình không có lỗi, bởi vì mình không có cố ý. Cái này bỏ qua cái vấn đề sám hối. Còn cái vị luật sư thì không được kiến miệng, đem cái vấn đề này nói cho đệ tử của mình. Ồ, cái vị pháp sư này đã phạm giới mà không biết gì hết. Rồi những vị này khi gặp mặt của những vị đệ tử của vị pháp sư mới chê trách là: ồ, thầy của quý vị là người phạm giới mà không biết mình đã có lỗi gì hết. Rồi đệ tử của vị pháp sư đem cái chuyện này trình lên thầy mình. Thì vị pháp sư nói rằng: ồ, các ông luật sư này lúc trước bảo là mình không phạm, mình không, bây giờ là nói là phạm. Ồ, như vậy là ông ta coi như có ý vọng ngữ, tức là lời nói không có đàng hoàng. Rồi hai bên sinh sự với nhau, tranh cãi với nhau, trước nhỏ sau to, lần lần gây ra lớn chuyện. Cái đó thì vị luật sư nắm được cơ hội, nhóm hết chư tăng lại, đọc tuyên ngôn trục xuất vị pháp sư. Chuyện cớ rằng vị này phạm giới mà không chịu sám hối. Từ đó những thí chủ thường dân cúng vật thực, là những vị mà hộ độ chư tăng ở trong chùa, cũng bắt đầu chia ra làm hai phe. Cho đến khi các vị tỳ khưu ni thỉnh chư tăng dạy đạo, thì các vị chư thiên hộ pháp cùng các bạn mới cũ, chư thiên kiến hư không, hoặc là các vị phẩm thiên, tất cả những vị cùng phàm, thì thấy cũng thấy rằng chia ra hai phe mà đối lập với nhau, tranh luận với nhau. Rồi cái sự xôn xao tranh luận đó thấu đến cõi phạm thiên du cánh luôn. Lúc đó có một vị tỳ khưu đem cái sự việc tranh chấp giữa hai nhóm chư tăng về bạch lên Đức Phật, nói rằng chư tăng đọc tuyên ngôn trục xuất vị pháp sư cho rằng thành đúng theo luật, nhưng mà cái nhóm binh vực cái vị này là phản ứng cái văn bản trục xuất đó cho là không đúng pháp luật, cho nên vẫn giao thiệp thân cận với vị pháp sư. Đức Phật hai lần nhắn lời khuyên bảo hãy nên hòa hiệp, hãy nên đoàn kết, nhưng mà ngài lại được tin trả lời bạch ngài họ vẫn không chịu hòa thuận với nhau. Lần thứ ba được tin chư tăng đã phân ly chia rẽ. Đức Phật ngài phải thân hành ngự đến tận nơi tranh chấp đó, rồi cho biết cái vấn đề tội trong hành vi, trong thái độ của hai bên. Bên luật sư thì đọc tuyên ngôn trục xuất, và bên vị pháp sư phạm giới mà không chịu sám hối, vân vân. Rồi Đức Phật phán dạy chư tăng hãy làm lễ phát lồ chung với nhau và hành tăng sự chung trong một chỗ có kết giới si mà. Ngài ban hành điều lệ cho phép các vị tỳ khưu để tranh chấp nơi trai đường hay là bất luận nơi nào, hay lên ngồi san kẽ với nhau. Khi mà dàn xếp xong xuôi thì Đức Phật trở về chùa Kỳ Viên, nhưng mà lại có tin cho hay rằng các vị tỳ khưu ở Kosambi lại cạnh tranh, lại tranh chấp với nhau nữa. Đức Phật lại thân hành đến tận chùa Kosita Aram để hòa giải. Đây là lần thứ tư.
Ngài mở lời cảm ơn rằng: thôi đi, các vị đừng có chia rẽ, đừng có tranh chấp nhau nữa. Này các tỳ kheo, những cái sự chia rẽ tranh chấp, cãi lẫy tình chống nhau không có đem lại lợi ích gì. Cũng vì sự tranh chấp mà trong quá khứ những con chim cút nó đã làm thiệt mạng một con tượng lớn. Đừng có thấy con chim nhỏ nhưng mà coi thường. Thì Ngài kể lại câu chuyện hữu sanh và nhắc nhở các vị tỳ kheo, các ông nên hòa thuận với nhau, đừng có tình chống với nhau. Vì cái sự tình chống mà cả trăm ngàn con chim cút nó phải bỏ mạng. Rồi Chi Tăng vẫn giữ cái lập luận của mình, bất chấp những cái lời mà coi như là khuyên huấn từ của Đức Phật. Một vị pháp sư trẻ háo thắng muốn cho Đức Phật khoái và cực lòng, nói mãi vô ích, đã lớn tiếng là can rằng: và Đức Thế Tôn, Ngài là vị pháp chủ, xin Ngài hãy về ngơi nghỉ, dưỡng nhàn và hưởng thụ năng vui nhãn tiền hiện hữu, để cho chúng tăng nhờ cái sự chia rẽ này, nhờ cái sự tranh chấp này, nhờ cái sự kinh chống này mà danh tiếng được lẫy lừng. Nghe như vậy Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, xứ cây tại thành Paranasi có vị vua tên là Brahmadatta, là một vị vua của xứ Kasi. Vị này xâm chiếm nước Kosala của đức vua Đi Khỉ Tích, bắt hành quyết vị vua này, và sau được vị thái tử Đi Khà Vũ dung tha cho mạng sống, không có báo thù. Từ đó hai họ giao hòa, rồi sống một cách an vui hạnh phúc của nhau. Khi mà nhắc lại sự tích này thì Đức Phật Ngài kết luận nè: này các vị kheo, những bậc vị chúa anh hùng Mã Thượng từng trải qua việc kiếm cung chinh chiến mà còn phải nhấn lại giao hòa được như thế. Huống là Chư Tăng Đức Gia dựa vào hàng thinh văn đệ tử của Như Lai mà không làm sao sáng tỏ được cái đức nhẫn nhục hiền hòa để cho mọi người trông thấy được hay sao? Đức Phật đã tận tình khuyến giới nhưng mà cũng không hòa giải được cái nhóm đệ tử của mình. Thấy Chư Tăng phân ly, Đức Phật chẳng có hài lòng tí nào. Cho nên Ngài nghĩ rằng: các vị tỳ kheo không vâng lời giáo huấn của ta, tình trạng chia rẽ này chỉ làm cho ta bận lòng, hay là ta lánh xa nơi đô hội, một mình đi tìm chỗ nhàn cư độc định. Và nghĩ như vậy thì Đức Phật đã trở vào thành Kosambi khất thực. Sau đó không có từ giả Chi Tăng, Ngài mang y bát đơn thân độc mã đi đến làng Balaka của cái người làm muối. Và nơi đó Ngài thuyết cho đại đức Phagut thề ra về cái hạnh độc cư nhàn tịnh. Rồi Ngài đi vào rừng coi như là Trúc Lộc Viên. Rồi Ngài hưởng về cái pháp nói về cái sự hòa hợp đến cho 30 vị thiếu công tử nghe. Rồi khi đó Ngài đi thẳng vô rừng Bali Lê Dạc Ca. Ngài nhập hạ an cư tại trong rừng này một mùa hạ, và sự việc xảy ra tại thành Kosambi, Chư Tăng coi như là chia rẽ, rồi tranh chấp với nhau, bảo thủ với nhau,
ai cũng cho là mình hay, mình giỏi. Cho nên Đức Phật này đã vào trong rừng an cư kiết hạ. Rồi ở tại thành Sắc Quách Thi này, ông Cấp Cô Độc này, bà Visakha cùng nhiều đại gia tộc đến chùa nhưng mà không gặp Đức Phật, cho nên mới yêu cầu với ngài Ananda, bạch ngài, xin cho chúng tôi được yên kiến Đức Tôn Sư. Nhưng mà Đức Phật ở trong rừng thì làm sao? Sau 3 tháng an cư, các vị chư tăng ở các phương xa về để gặp Đức Thế Tôn để trình lên sự tu tập của mình. Nhưng mà ngài Ananda cũng đành chấp nhận. Này đạo hữu Ananda, từ khi mà chúng tôi hội kiến với Đức Tôn Sư, được nghe pháp thoại của ngài đến nay thì cũng đã quá lâu. Xin đạo hữu hoan hỷ giúp chúng tôi được yết kiến Đức Thế Tôn để được nghe những cái lời vàng ngọc do ngài ban bố. Và thế là ngài Ananda phải hướng dẫn chư tăng, chư Phật tử đi tìm Đức Bổn Sư. Và khi đi vào rừng thì ngài Ananda mới nghĩ Đức Như Lai đã sống biệt cư trong 3 tháng, ta chẳng nên đưa chư tăng đến một lúc làm mất đi cái sự danh tịnh của ngài. Và để chư tăng ở bên ngoài, ngài Ananda một mình đi vào trong rừng. Thì khi đó con voi chúa Palilayaka là một cái nhân vật mà nó hộ độ Đức Phật suốt 3 tháng. Cho nên khi mà nó thấy dáng người lạ đi đến thì nó cầm một cái gậy nó chạy, nó xông tới, nó cản được. Đức Phật nhìn tượng chúa và kêu nói rằng: Palilayaka, hãy giang ra, hãy giang ra, đừng có cản được, vì đây là thị giá của Như Lai. Rồi voi chúa mới lập tức bỏ gậy xuống, đến xin trước bác ngài Ananda. Nhưng mà ngài không có đưa. Thì chúa nghĩ thầm rằng nếu mà vị này không hiểu về giới luật thì không dám để đồ đạc của mình lên trên thạch bàn, cái chỗ mà Phật đạo sư đang an tọa. Và ngài Ananda để y bác xuống dưới đất á, bởi vì những vị thì hiểu luật thì không bao giờ để đồ đạc của mình lên chỗ ngồi, chỗ nằm của các vị thầy, và nhất là Đức Thế Tôn. Thì con voi chúa nó thấy như vậy thì nó phát cái tâm trong sạch đối với ngài Ananda. Sau khi đảnh lễ Đức Tôn Sư thì ngài Ananda ngồi xuống một bên. Đức Phật mới hỏi: Này Ananda, ông lại đây một mình hay đi với ai? Khi nghe đại đức Ananda cho biết là có 500 vị tỳ khưu cùng đi với mình, thì ngài nói rằng: Chư tăng bây giờ ở đâu? Vì không biết được tôn ý cho nên con vào đây có một mình, chư tăng sẽ ở phía bên ngoài rừng. Hãy gọi chư tăng vào đây. Ngài Ananda vâng lời dạy, và chư tăng đến nơi đảnh lễ Đức Bổn Sư, ngồi nép qua một bên. Đức Phật thân mật hỏi han chư tăng về việc tu tập hành đạo. Rồi chư tăng mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài là một vị Phật chí tôn, một vị vương tối thượng, lá ngọc cành vàng, mà ở trong rừng suốt 3 tháng không có người hộ độ, dân nước hầu cơm, khi ngồi khi đứng, được khuya sớm một mình, chắc là cực khổ lắm. Đức Phật mới nói rằng: Này các tỳ kheo, đã có quân tượng chúa Palilayaka làm hết mọi công việc cần thiết giúp cho ta. Nếu mà ai có được một người bạn đồng hành như quân tượng chúa này thì người ấy có thể vui sống chung, còn không được như vậy thì sống để loi một cô độc một mình
thì tốt hơn. Thì khi năm trăm vị tỳ kheo này, khi mà nghe cái hành hầu hạ phục vụ của Thượng Chúa như vậy, và được Đức Phật nhắc nhở khích lệ sát tấn, thì 500 vị tỳ kheo này chứng đắc thánh quả A La Hán. Và ngài A Nan Đa chuyển lời thỉnh cầu của ông Cóc Cô Độc, bà Quy Sát Kha và các thiện nam tín nữ khác, bạch Đức Thế Tôn: 50 triệu vị thanh văn có ông Cóc Cô Độc là người lãnh đạo, kính gửi lời xin cung thỉnh Đức Thế Tôn Sư về chùa Kỳ Viên. Đức Phật phán: Thế thì này A Nan Đa, hãy mang y bát của ta đi. Ngài A Nan Đa vừa lấy y bát của Đức Phật bước đi thì Thượng Chúa nó đứng nó cản được. Chư Tăng thấy Thượng Chúa làm như vậy mới hỏi Đức Phật: Bạch Ngài, Thượng Chúa làm cái gì vậy, sao không cho đi? Này các tỳ kheo, Thượng Chúa muốn tỏ ý cúng dường thực phẩm đó. Tượng này đã có công hộ độ Như Lai suốt 3 tháng, cho nên là buồn lòng nó. Vậy thì Chư Tăng hãy nán lại một tí. Và Đức Phật dẫn Chư Tăng quay lại để mà chờ coi Thượng Chúa nó làm gì. Con voi này nên đi sâu trong rừng kiếm chuối và nhiều thứ trái cây khác, nó đội lên trên đầu, rồi nó đem về dân cũng đến Chư Tăng. 500 vị tỳ kheo dùng mà cũng không hết nổi. Mà khi mà Chư Tăng Phật thực xong thì Đức Phật mới lấy y bát để ra đi. Con voi chúa này nó rẽ lối đi theo Chư Tăng. Rồi Chư Tăng mới hỏi: Bạch Ngài, Thượng Chúa nó đi theo nó làm gì vậy? Này các tỳ kheo, Thượng Chúa muốn tiễn đưa các ông về cho sớm và giữ ta ở lại, nó không cho ta đi đâu. Khi đó Đức Phật mới quay và nói với Thượng Chúa rằng: Này Vali Đề Giật Cá, hôm nay Như Lai ra đi không có trở lại, bến biệt nhà ngươi. Trong cái kiếp hiện tại này, ngươi chẳng mong cầu gì chắc đắc chứng về thiền định, hay là minh sát, hay là chứng được một đạo gì, bởi vì ngươi là kiếp thú. Thôi ngươi hãy ở lại đây đi. Khi nghe như vậy thì Thượng Chúa nó đút cái vòi vào trong miệng, và từ từ nó thụt lùi về phía sau, đi vào trong rừng và rống lên những cái tiếng rống bi ai sầu thảm. Khi mà ra tới biệt rừng thì Đức Phật mới kêu Thượng Chúa là: Thôi ngươi hãy ở lại đây, đây là địa phận của ngươi, ngươi không nên đi xa, không nên đi vào trong thôn xóm, hãy dừng lại đi. Và Thượng Chúa dừng lại, rống lên những cái tiếng nghe rất là thảm thiết. Nó dương đôi mắt nhìn theo Đức Bổn Sư cho đến khi khuất dạng, rồi nó bị nứt tim, nó chết ngay tại chỗ đó. Và nhờ có cái tâm trong sạch đổi với Đức Phật, nó được sanh về cõi trời Đau Lợi Ta Quá Tinh Xá, ở trong một lâu đài bằng vàng rộng 30 gia tuần, có cả ngàn thiên nữ theo hầu, và được mệnh danh là Pali Lây Giật Ca, tức là thiên tử, thiên tử Đều Bút Ta. Đức Phật ngự về tới Kỳ Viên thì các vị tỳ kheo ở Kosambi hay tin Đức Phật đã trở về thành được nhớ nhau đến xin sám hối. Quý vị biết rằng trong thời gian mà Đức Phật ở trong rừng với con voi Pali Lây Giật Ca thì Chư Tăng vẫn hăng say tranh cãi, vẫn quyết liệt, cho rằng mình đúng, mình hay, mình giỏi, và chia làm hai phe.
một phe thì về luật, một phe về 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 pháp, tức là một bên tặng kinh, một bên tặng tặng luật, ai cũng cho rằng mình hay, mình giỏi, mình đúng, còn bên kia là sai. Và Phật tử thì cũng chia làm hai phe, rồi chư thiên cũng chia làm hai phe, và chiến tranh miệng lưỡi đã xảy ra như vậy. Thì các vị thánh sinh văn, nhất là ông Cốc Cô Độc và Uy Sát Ca hoặc là Chư Tăng đến để mà gặp Đức Phật thì không gặp Đức Phật, bởi vì Đức Phật đã vô rừng, buồn chán. Thì Chư Tăng thì ghê chiến tranh miệng lưỡi với nhau, ai cũng cho mình hay, mình giỏi, mình tốt. Riết rồi cái Phật tử chán quá, chán quá, không gặp được Đức Phật, cho nên họ mới tỏ ra bất mãn. Này thỉnh với Chư Tăng nên hòa hợp, nên đoàn kết. Nhưng mà Chư Tăng cũng bỏ qua một bên. Chính vì cái thái độ như vậy, cho nên chư Phật tử là những cái người hiểu biết, những vị thánh tinh văn, họ mới tỏ ra một cái thái độ gọi là úp bác. Úp bác có nghĩa là không chào hỏi, không dâng cúng, không mời ngồi đối với Chư Tăng. Bởi vì đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Bây giờ họ muốn chết thì họ chia rẽ. Mà họ chia rẽ như vậy thì làm cho giáo pháp không có hưng thịnh, làm cho Đức Phật buồn. Đức Phật vào trong rừng, Đức Phật đã can ngăn, đã khuyên bảo tới lần thứ tư, chứ không phải là ba lần ha, tới lần thứ tư mà vẫn ngang ngạnh, vẫn cứng đầu. Cho nên Phật tử chư vị sinh văn đệ tử này, cư sĩ này, họ mới tỏ thái độ bằng cách úp bác. Úp bác là không dâng cúng Phật thực, không mời ngồi, không tiếp đón, không thăm hỏi. Và chúng ta biết rằng có thực mới vượt được đạo, có ăn mới tu được, còn đói quá thì tu không nổi. Mà bây giờ người ta úp bát, người ta không để bát, không cúng dường, thì bây giờ còn hơi sức đâu để mà chiến tranh miệng lưỡi, hơi sức đâu để mà ta nhìn, ta hay, ta giỏi, ta tốt. Chính vì vậy mà Phật tử yêu cầu khi nào có Đức Phật ở đây thì chúng ta cũng dường. Mà Đức Phật là người mà đã khuyên can quý vị, Đức Phật là thầy của quý vị, mà quý vị còn không chịu nghe lời thì thôi, bây giờ chúng tôi không có dân cúng vật thực, không có dân cúng vật thực, không có chào hỏi, không có tiếp đón quý ngài. Quý ngài muốn hay, muốn giỏi thì coi như thôi, tự lo đi. Thế là úp bác. Đói quá, đâu còn hơi, còn sức gì để mà nói ta hay, ta giỏi. Cho nên xỉu. Do cái vấn đề coi như chư Phật tử úp bác. Và thế là mới năn nỉ chư Phật tử, Thôi chúng tôi sẽ hòa hợp. Sao hòa hợp? Tại sao Đức Phật khuyên bảo quý ngài mà quý ngài không chịu nghe, mà bây giờ quý ngài lại nói với chúng tôi là hòa hợp? Quý ngài phải sám hối với Đức Phật, bởi vì chính Đức Phật là thầy của các ngài mà các ngài đã không chịu nghe lời. Thôi ráng nhịn đói đi, chờ khi nào ra hạ thì quý vị thỉnh Đức Phật về đây, thì chúng tôi coi như sám hối với Đức Phật đi, rồi chúng tôi sẽ dâng cúng vật thực cho các ngài. Mà thế là đói quá chịu không nổi, do vấn đề úp bát của chư Phật tử. Thì sau khi mà ra hạ và Đức Phật về thì các vị này mới sám hối. Rồi cái sự tranh chấp ở tại thành Kosambi này được chấm dứt. Quý vị thấy thời kỳ Đức Phật mà đã có trường hợp như vậy.
Muốn gì bây giờ chia năm xẻ bảy, nhiều tông, nhiều chi, nhiều phái. Và người ta nói một cái câu, lâm sải thì không ai đóng cửa chùa, cứ nặng nhau hoài. Và câu Phật ngôn này để cho chúng ta một bài học. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình nhìn lỗi của người ta, thì đó là một cái điều mà đem lại phiền não cho chính mình. Nhắc nhở người ta nghe tốt không nghe thôi. Tại sao mà mình lại đem cái vấn đề đó để rồi coi như thầy lai, đem cái chuyện đó để rồi nhắc nhở, dạy cho đệ tử, đó là một điều không tốt. Rồi, do vậy có cái luật úp bác hả? Úp bác là úp bác chứ không phải luật. Úp bác là úp bác chứ không phải là cái luật anh đưa ra đâu. Tức là mình không ưa người ta, tức là úp bác. Mình không giao tiếp, cũng giống như Phạm Đàn vậy. Phạm Đàn thì cái luật. Phạm Đàn tức là không tiếp xúc nè, không chào hỏi, không nói năng, không thân cận, không gần gũi, đó là thấy mặt là né liền. Cái đó gọi là Phạm Đàn. Giống như Thanh á, Sa Mạc á, ý lại nên Đức Phật, có gì thì nghĩ rằng ồ, nhờ của tôi nè, đưa Đức Bồ Tát đi tu nè, bây giờ mới thành Phật nè, tôi là người có công nè. Đó, rồi cái Chi Tăng được Đức Phật khuyên, bởi vì Như Lai còn sống cho nên ý lại vậy. Nhưng mà khi mà Như Lai nhập diệt rồi á, thì quý vị nên phạm đàn, có nghĩa là úp bác với ông này, tức là không nghe, không thấy, không nghi ngờ, nghe là thấy ông ta là tránh xa đi, thì còn đâu để mà ý lại Đức Phật nữa. Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Thế là sao nào? Mình cảm thấy bơ vơ, cảm thấy mồ côi và tự mình tu tập. Wow, trễ 6 phút rồi bà con ơi. Với câu Phật ngôn số 6 này, cho chúng ta một cái bài học. Không nên nhìn lỗi của người khác ha. Không nên nhìn lỗi của người khác, mà hãy nhìn cái lỗi của chính mình. Đó là điều quan trọng. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, siêng qua lực vô biên, chưa toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ vùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Tê tê na sa cha va tê na so thê vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kinh dân bộ phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.